Này hai linh sam chân dài hả anh em, hai linh sam chân dài nè, một thằng thì rễ quái nè ha, rễ quái hả anh em, tàn ấm rồi. Về này anh em mình kiếm cái chậu nhỏ nhỏ mình vô nữa thì nó đẹp luôn. Đây thì củ bự ha, đó, trên uống quái nè, tàn thì cũng tương đối nha ha. Rồi hai cây này em giao lưu với anh em giá 250k đó, bao gồm phí ship ha, 250k bao gồm phí ship cho anh em luôn đó. Nhìn nó cũng cây này tương đối to ha anh em, nói chung em ra bóc đại thôi, lô này còn có mấy chục cây nữa hết rồi đó. Ra bóc đại cho anh em luôn, cây này cũng tương đối đẹp ha. Rồi hai cây thì 250k bao ship anh em, anh em coi nè, đó nhìn cũng đẹp ha đó. Rồi anh em mà thích thì liên hệ ủng hộ cho em ha.